Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Hứa Văn Hiền, 38 tuổi, trú tại xã Ai Cành, huyện Cờ Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Buôn Hồ thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, ma túy và quá khổ quá tải trên đường Lê Duẩn, phường An Lạc thì phát hiện Hiền đang điều khiển xe tải có biểu hiện chở quá tải trọng nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Kết quả cân tải trọng cho thấy xe tải do Hiền điều khiển vượt tải trọng cho phép hơn 70%. Qua test kiểm tra ma túy, tổ công tác phát hiện tài xế Hiền dương tính với chất ma túy. Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng, công an thu giữ 11 gói bên trong chứa các cục chất rắn màu trắng nghi là ma túy. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận các gói trên là ma túy dạng heroin được Hiền mua về cất giấu để sử dụng. Đây, một test này nó mua bao nhiêu tiền? 200.000. Đồ đạc thì trong người lấy hết anh? Không còn gì. Hết. Rồi, lấy hết ra không?